Đẹp tự tin, không cần giao kéo. Đẹp tự nhiên, căn tràng hạnh phúc đã có. Đào Hồng Đơn, sức mạnh tinh chất rau cua trắng kết hợp các thảo dược quý và collagen. Đào Hồng Đơn hỗ trợ làm tăng kích thước và săn chắc vòng một. Đào Hồng Đơn giúp eo thon gọn, cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nữ. Đào Hồng Đơn, căn tràng hạnh phúc. Họ đã biết mẹ ruột của Nari rồi. Cô nghĩ họ vẫn sẽ chấp nhận Nari như xưa à? Anh không phải lo về chuyện đó. Cho tôi biết tại sao Nari lại bị bệnh trong khi con bé ở bên anh và Miran. Anh lo lắng cho con mà lại để nó bị bệnh thế à? Anh giải thích thế nào đây? Cô đừng cứng đầu như thế. Nari là con gái tôi. Anh ấy, tôi không xứng đáng nuôi nó à? Là bố nó, anh đã làm gì cho nó chứ? Việc tôi đang làm là tốt cho cô thôi. Sao? Con bé muốn ở bên cô là vì nó còn nhỏ. Chỉ vài năm nữa thôi, nó sẽ đi tìm mẹ đẻ của mình. Khi đó cô sẽ làm gì nào? Lúc đó cô sẽ còn đau khổ hơn bây giờ đấy. Đừng giả vờ là anh quan tâm đến tôi. Thật đáng khinh. Hãy cho tôi biết tại sao anh phản bội tôi với bạn của tôi, rồi có con với cô ấy và bắt tôi nuôi con bé. Đừng có chuyển hướng câu chuyện như thế. Tôi không thù ghét gì cô cả. Mà lúc đó tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi không quan tâm đến sự lựa chọn của anh. Hãy đưa Nari cho tôi. Vậy là cô định sống một mình cả đời à? Cô cũng đang hẹn hò người khác mà. Tôi sẽ không bao giờ cho phép Nari sống với bố dượng đâu. Sao? Ai cơ? Tổng giám đốc Hachibom. Cô đang hẹn hò với anh ta mà. Tôi không muốn tranh cãi với cô. Hãy ký giấy ly hôn ngay đi. Sau khi chúng ta chia tay, tôi sẽ không có quyền can thiệp vào chuyện hẹn hò của cô. Được chứ? Sao anh dám lên lớp tôi về chuyện đó? Sau những gì anh đã làm chứ? Đừng nghĩ đến việc nuôi Nari nữa. Trừ khi cô thể là sẽ không lấy chồng cho đến hết đời. Tôi có việc phải làm bây giờ. Anh muốn ly hôn à? Đây là câu trả lời của tôi. Con muốn mặc áo này đến trường. Xem nó vui chưa kìa. Bà ơi, cháu có xinh không ạ? Mẹ ơi, mẹ, Nari, Nari. Nari. 어떡하니? Mình phải làm gì bây giờ? Con bé chắc sẽ buồn lắm. Chắc nó khóc nhiều lắm. Cậu phải quên con bé đi thôi. Thứ nhất, chuyện tình cảm ngoài hôn nhân của hai người là một vấn đề. Chuyện này sẽ khiến khách hàng quay lưng lại với chúng ta, sẽ không giúp ích gì cho thương hiệu này cả. Sao lại thế?
Chỉ là tin đồn của mấy tờ báo lá cải thôi mà. Anh cứ quan trọng hóa vấn đề. Anh nghĩ tôi tự dưng nghĩ ra. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu Dreamstar. Anh không thấy thế à? Anh đừng có võ đoán như thế. Có ai muốn chuyện này xảy ra đâu cơ chứ? Chính vì thế nên tôi mới triệu tập cuộc họp này. Tôi nghĩ chúng ta nên tổ chức họp báo để hai người làm sáng tỏ chuyện này. Tôi phản đối. Cô không thể lờ chuyện này đi và mong là nó sẽ qua. Các tạp chí đều đăng hình của cô và tin đồn sẽ đem đến hình ảnh không hay ho gì cả. Vậy cứ coi đó là tin đồn đi. Chúng ta có thể gọi cho các báo và nói với họ rằng bức hình đó là hình giả. Chúng ta yêu cầu họ thu hồi lại các bài báo đó. Nhưng đó không phải là hình giả cắt ghép. Cứ để việc đó cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc với báo chí. Anh định giải quyết vụ scandal này như thế nào đấy? Phủ nhận thì không đi đến đâu cả. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu báo chí phát hiện ra hai người nói dối? Như thế còn tệ hơn đấy chứ. Sao chúng ta phải chấp nhận rủi ro đó? Anh quá đáng rồi đấy. Tôi quá đáng ư? Vậy ai là người gây ra chuyện này? Sao chúng ta phải ngồi đây giải quyết chuyện do cô gây ra? Sao cô có thể làm hỏng hình ảnh của công ty chỉ vài ngày trước khi ra mắt sản phẩm chứ? Anh đừng lo. Chúng tôi sẽ xử lý việc này. Xử lý tình huống không phải là cách giải quyết trọn vẹn. Hai người sẽ bồi thường thiệt hại này thế nào đây? Làm sao chúng ta có thể giữ gìn được hình ảnh đã gây dựng bấy lâu nay chứ? Tên khốn đó. Em xin lỗi. Anh không giận em đâu. Che bom làm thế là vì Ca Ưn. Anh ta biết mối quan hệ của chúng ta và thấy thương Ca Ưn. Ai mà biết được, anh ta có thể coi anh là đối thủ và muốn hạ gục anh. Dù sao thì anh ta cũng đã không thích chúng ta rồi. Anh đừng quá bận tâm. Anh Che Bom, bình tĩnh đi nào. Anh Park nói sẽ tự lo vụ này mà. Lẽ ra họ không nên gây chuyện lớn như vậy. Bực thật đấy. Sao họ lại gây ra scandal tình cảm như thế chứ? Anh biết là anh không có quyền nói vậy mà. Sao? Có tin đồn là anh đang hẹn hò với một nhân viên ở trung tâm. Anh không biết à? Em nghe được tin này nghĩa là nhiều người cũng biết đấy. Anh chấm dứt ngay đi và đừng để cảm xúc xen vào công việc nhé. Em nói gì thế? Em nghe tin đồn đó à? Anh không biết à? Cô giáo ở trung tâm bị đuổi việc vì tin đồn này đấy. Sao cơ? Ca Ưn bị đuổi việc vì tin đồn. Chuyện là như thế nào vậy? Chuyện đúng như vậy đấy. Cô ấy phải chịu đựng nhiều chuyện quá. Và việc này đã làm cô ấy buồn thêm. Nếu chúng ta nói đó là tin đồn vô căn cứ thì sao? Tôi sẽ nói với giám đốc và bảo ông ta thuê Ca Ưn trở lại. Không được đâu. Học viên cũng biết tin đồn đó. Nên Ca Ưn chắc cũng không thể dạy được đâu. Mời anh chị. Cô ơi, cho tôi gọi món. Tình hình thế nào rồi? Cháu đừng lo. Chú đã thu xếp cho đàn em ra tay rồi. Nhưng nghe nói bây giờ Ca Ưn đang làm phục vụ ở một nhà hàng. Sao cuộc sống của cô ta lại trở nên như thế nhỉ? Cô ta từng là con gái của tổng giám đốc tập đoàn Sun Apple. Chú thấy thương cô ta à? À, chú chỉ muốn nói là cuộc sống khó lường quá thôi. Cô ta làm việc ở nhà hàng à? Hãy làm sao để cô ta bị đuổi việc khỏi đó luôn đi. Sao cơ? Cháu lại muốn cô ta bị đuổi việc nữa à? Thế thì quá đáng quá. Phải ép cô ta đến tận đường cùng và ký đơn ly hôn. Chú có muốn được trả công không nào? Được rồi, chú sẽ làm. Cháu đừng lo. Bình ơi, trông tôi thế nào?
mình đang chơi trò gián điệp à? Chúng ta trông phải sành điệu khi ra tay hành động chứ. Mình à, nếu mình ăn mặc như thế thì không khác nào nói với mọi người xung quanh là mình sắp làm chuyện mờ ám. Mình nghĩ mà xem, tay chơi sát gái thì ăn mặc thế nào? Trước đây mình cũng từng là tay chơi sát gái và mình ăn mặc cũng bình thường thôi. Chính xác. Tay chơi sát gái trông phải thật bình thường, không cố tỏ ra vẻ ăn chơi. Mình nói đúng. Ban đầu tỏ ra thân thiện rồi sau đó tấn công ác liệt. Mình đã dùng chiêu đó với tôi. Mình à, sao mình hét to thế? Ai nói tôi là chuyên gia trong chuyện này chứ? Bạn tôi đã dẫn tôi đến hộp đêm đấy. Chính mình đã chạm vào tay tôi rồi ra ám hiệu trước mà. Phải nhớ cho chính xác. Nhưng mình đã lấy hết tiền trợ cấp từ cuộc hôn nhân trước của tôi. Như thế thì đúng là tay chơi sát gái vì tiền còn gì. Thôi quên chuyện đó đi. Hôm nay mình ở nhà để tôi đi làm việc xấu. Tôi không muốn mình bước vào giới xã hội đen. Nhưng tôi phải giúp con gái tôi chứ. Làm mẹ là phải như vậy. Mình à, cứ để tôi lo. Dù sao tay tôi cũng nhuốm chàm rồi. Ôi tôi cảm động quá. Mình thật là một người đáng tin. Thế nên đừng coi thường tôi nhé. Chỉ vì tôi trẻ hơn. Vâng ạ. Anh chị ăn ngon miệng ạ. Cô ơi, tôi muốn gọi đồ ăn. Tôi đến ngay đây ạ. Ông dùng gì ạ? Món thịt rán có ngon không? Thịt ngon lắm ạ. Anh chị lấy hai phần đúng không ạ? Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Hôm nay tôi làm món sườn bò hầm. Mời mọi người thưởng thức ạ. Cháu đang hẹn hò với ai à? Né? Sao ạ? Nó 귀신은 속일 수 있어. Cháu có thể qua mắt được người khác, không qua mắt được chú đâu. Chú à, nếu cháu hẹn hò ai thì cháu đã nói với chú ngay rồi. Ở tuổi này mà còn giấu giếm gì nữa ạ? Đúng thế đấy ạ. Ai mà biết được, chắc phải có lý do gì đó nên anh ấy mới không nói ra. Này, em nói linh tinh gì thế? Phủ nhận quyết liệt như thế nghĩa là đúng rồi. Chú không định lôi chuyện này ra vì trước đây cháu đã gặp chuyện không hay rồi. Nhưng hãy nghĩ đến việc kết hôn đi nhé. Chú nghe nói tổng giám đốc Min giờ có cháu nội rồi đấy, khiến chú cũng nghĩ đến bản thân mình. Sơ Chín, con cũng đến lúc lấy vợ rồi đấy. Con ư? Cứ để bốn người đàn ông chúng ta sống với nhau cũng được mà. Tôi cũng ở trong hội à? Ôi vui quá. Sao chúng ta không cùng đi tắm hơi chung với nhau nhỉ? Chúng ta có thể cọ lưng cho nhau đấy. Thật là vớ vẩn. Có đúng không? Cháu đang hẹn hò với ai à? Không có ai mà chú. Cô à, trông cô không giống nhân viên phục vụ bàn. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Tay cô mềm quá. Các người làm gì thế? Cô cũng rất xinh nữa. Ôi trời ơi, cô làm hỏng đồ của tôi rồi. Chị không sao chưa ạ? Cô có biết bộ đồ này giá bao nhiêu không? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.
Cô có biết tôi phải trả cho khách bao nhiêu tiền vì cô đổ đồ ăn lên áo cô ấy không? Cao hơn mức lương hàng ngày của cô đấy. Tôi xin lỗi ạ. Xin lỗi không giải quyết được vấn đề gì cả. Cô đang đuổi khách đi đấy. Đó mới là vấn đề. Lẽ ra tôi không nên thuê người không có kinh nghiệm như cô. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không mắc lỗi nữa đâu ạ. Thôi bỏ đi. Cô bị sa thải rồi. Cô đã không trả lời điện thoại. Anh về đi. Tôi không muốn có thêm tin đồn. Đợi đã. Có một thời điểm vàng để canh nào cũng thơm ngon hấp dẫn. Đó là khi vừa tắt bếp. Hãy nêm ngay một muỗng nước mắm Chinsu Nam Ngư vào thời điểm vàng nhé. Với hương cá hồi độc đáo, một muỗng Chinsu Nam Ngư sẽ khiến mọi món canh đều bung tỏa hương ngon. Mời gọi cả nhà. Hãy nêm ngay một muỗng. Để bắt nhịp với cuộc sống hiện đại ngày nay, phụ nữ chúng ta luôn mong muốn sở hữu một làn da mịn màng và trắng sáng để quyến rũ. Nhưng cũng có không ít những phụ nữ phải lo lắng vì không biết nguyên nhân do đâu mà làn da của mình xuất hiện những đốm nâu làm giảm tính thẩm mỹ, không còn sự tự tin trong công việc hay giao tiếp hàng ngày. Vậy những đốm nâu đó là gì? Hãy cùng chương trình xem một phóng sự ngay sau đây các bạn nhé! Tàn nhang làm da là những sáp màu nâu hoặc nâu đen có kích thước nhỏ, thường xuất hiện ở mặt, cổ, ngực, phần lưng của cẳng tay, bàn tay. Tàn nhang nám da không gây hại cho sức khỏe, nhưng ảnh hưởng nhiều tới thẩm mỹ, nhất là ở phái nữ. Tàn nhang nám da xuất hiện do sự gia tăng sản xuất sắc tố melanin của các tế bào hắc tố ở lớp đáy bì và lớp trung bì của da. Tàn nhang thường gặp ở những người có làn da trắng, mỏng, mịn và có tính di truyền. Y học hiện đại cho thấy sự hình thành tàn nhang liên quan tới yếu tố di truyền hoặc tình trạng thiếu hụt nội tiết tố ở phụ nữ. Tuổi càng cao, các lớp tàn nhang, vết nám da càng sẫm màu hơn. Phụ nữ sau khi sinh cũng là đối tượng dễ mắc tàn nhang và nám da. Để điều trị nám da, tàn nhang hiệu quả, cần phải sử dụng các biện pháp tác động vào bên trong, phối hợp với việc ngăn chặn các yếu tố bên ngoài. Với các trường hợp mắc tàn nhang, nám da do thiếu hụt nội tiết tố ở phụ nữ, để tác động bên trong cơ thể, các thầy thuốc thường giới thiệu các viên uống thảo dược có tác dụng dưỡng huyết, tăng sức đề kháng, chống oxy hóa và tăng thải loại độc tố, từ đó làm giảm được các nguyên nhân sinh tàn nhang một cách triệt để. Với những bệnh nhân bị tàn nhang, chúng tôi cho tư vấn sản phẩm Etrolite và đã có rất nhiều bệnh nhân sử dụng hiệu quả rất là tốt, đặc biệt mà các trường hợp bị tàn nhang do thiếu hụt nội tiết tố nữ. Trong đó, viên uống trị tàn nhang Etrolite chứa tinh chất mầm đậu tương và các dược liệu quý hiếm như là đương quy, nhân sâm có tác dụng dưỡng huyết, tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng loại độc tố, chống lại các yếu tố oxy hóa bên trong và bên ngoài, nên sẽ nhanh chóng xóa đi các vết tàn nhang. Viên uống Etrolite tốt nhất là nên sử dụng 1 đến 3 tháng sẽ đem lại hiệu quả rõ rệt. Viên uống trị tàn nhang Etrolite chứa tinh chất mầm đậu tương, giúp bổ sung nội tiết tố nữ một cách an toàn và hiệu quả nhất. Viên uống trị tàn nhang Etrolite còn chứa các loại dược liệu quý hiếm như đương quy, nhân sâm có tác dụng dưỡng huyết, tăng sức đề kháng, tăng thải loại độc tố, chống lại các yếu tố oxy hóa bên trong và bên ngoài, từ đó giúp giảm sự tăng sinh melanin là thành phần cấu tạo lớp tàn nhang, đồng thời giúp cho melanin nhanh chóng bị phá vỡ cấu trúc và thải loại ra ngoài, trả lại cho chị em một làn da trắng sáng không tì vết. Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc và đã được sự tin dùng của rất nhiều phụ nữ trong nhiều năm nay. Sau khi sinh xong em bé thứ nhất, làn da của tôi có xuất hiện một vài vết nám và tàn nhang. Được bác sĩ tư vấn, tôi có sử dụng viên uống Etrolite. Sử dụng viên uống Etrolite một thời gian, đến bây giờ những vết nám, tàn nhang của tôi đã mờ dần và tôi rất tự tin với làn da của mình. Etrolite, sản phẩm của Nam Dược, nhà máy đoạt giải vàng chất lượng quốc gia. Etrolite, sống lại nét đẹp tuổi xuân. Anh muốn nói chuyện gì thế? Tôi chỉ muốn tránh xa anh thôi.
미안합니다. Tôi xin lỗi. 몰랐어요. Tôi không biết là cô bị đuổi việc vì tôi. 그만두게 되신 줄. Tôi phải xin lỗi cô. 이 얘기는 꼭 해야 할 것만 같아서요. 하재봉 씨 때문에. Đâu phải lỗi của anh. 제가 불성실. Tôi bị đuổi việc là do lỗi của tôi mà. Lẽ ra tôi phải hoàn thành trách nhiệm công việc của mình. Nhưng tôi không làm được vì chuyện gia đình là lỗi của tôi. 하지만 cô có lý do chính đáng khi nghỉ dạy mà. Đó là chuyện của tôi. Tôi nghỉ việc không phải do anh. Anh không cần xin lỗi đâu. Dù cô nói thế nào, tôi vẫn thấy có lỗi. Tôi muốn giúp cô. Tôi nghĩ cuộc sống của cô rất vất vả vì không có thu nhập sau khi bị đuổi việc. 뭐 강사일까지 그만둔 마당에 많이 어려우실 것 같아서요. 아니요. Tôi không thể nhận thêm sự giúp đỡ của anh. Tôi đã nhận quá đủ rồi. Cao Ân, hãy giúp tôi một việc. Anh đừng lo gì cho tôi nữa nhé. Em xem gì thế? Linh tính của em đã đúng. Chuyện gì vậy? Kẻ im lặng là kẻ hành động lén lút. Sao cô ta dám lên án em chuyện quá khứ, trong khi cô ta còn tệ hơn? Anh à, cô ta không ký giấy ly hôn và đây cũng bị coi là quan hệ ngoài hôn nhân đúng không? Đừng có kết luận như vậy. Quan hệ của họ đâu giống của chúng ta. Sao cơ? Ý anh là sao? Sao anh dám chắc chứ? Anh xem ảnh rồi, vậy mà vẫn không tin à? Anh đang bảo vệ Ca Ưn đấy à? Em thôi đi. Anh đúng là đạo đức giả. Sao anh lại coi em là kẻ lăng loàn? Còn Ca Ưn thì không chứ. Bọn em đều bị chụp ảnh cùng những người đàn ông khác mà. Sao anh lại tin cô ta? Anh bảo em thôi đi rồi mà. Em hiểu rồi. Chuyện này khiến anh thấy xấu mặt đàn ông. Em đã không nhận ra điều đó đấy. Anh không cho phép em theo dõi cô ấy như vậy nữa. Anh sẽ bắt cô ấy phải ký giấy ly hôn. Anh à. Alo, xin lỗi vì gọi điện muộn thế này. Tôi là Ha Chae Bom đây. Cô có hồ sơ các thiết kế của Ca Ưn không? À vâng. Tôi muốn tìm một việc thiết kế nào đó cho cô ấy. Đừng nói với cô ấy là tôi nhờ cô nhé. Cô lo việc này giúp tôi. Được rồi. Cô dùng trà nhé, không cần đâu. Đây là hồ sơ của Ca Ưn. Tôi xin lỗi đã nhờ cô việc này. Anh đừng nói thế. Tôi cũng đang cố tìm việc cho Ca Ưn đây, nhưng chưa thấy có ai gọi điện lại cả. Cô ấy mới có vài năm kinh nghiệm mà cũng gần 40 tuổi rồi. Trong ngành thời trang này, mọi người đều tìm kiếm những tài năng trẻ. Vậy nên một người làm nội trợ như Ca Ưn gặp khá nhiều bất lợi. Tôi không thể nói với Ca Ưn là cơ hội nghề nghiệp của cô ấy rất khó. Vậy nên tôi rất biết ơn nếu anh có thể giúp được cô ấy. Tôi chỉ định giới thiệu cô ấy thôi. Cô hãy nhận là người tìm việc cho Ca Ưn nhé. Nhưng anh mới là người làm việc này mà.
Cô ấy từ chối sự giúp đỡ của tôi. 거절할 게 틀림없거든요. 너 뭐 좋은 소식 Cậu đến báo tin vui cho mình à? 맞춰봐. Cậu đoán đi. 나 취직 Cậu tìm được việc cho mình rồi à? 아직 Chưa đâu, chưa thể nhanh như thế được. Cậu phải qua vòng phỏng vấn cái đã. Cảm ơn Sumi. Cậu đúng là vị cứu tinh của mình. Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày mình thấy cậu cười đấy. Đến văn phòng này cho họ xem hồ sơ thiết kế và sơ yếu lý lịch của cậu. Họ quan tâm đến việc thuê cậu đấy. Nhưng đây chỉ là việc thực tập thôi. Mình thấy cũng hơi ái ngại. Được rồi mà. Làm sao mình mong là họ sẽ cho mình làm thiết kế ngay chứ. Mình vừa bị đuổi việc khỏi nhà hàng. Thế nên mình thấy thiếu tự tin lắm. Cảm ơn cậu, Yumi. Cậu làm phục vụ bàn à? Làm gì có nhiều sự lựa chọn cho người nội trợ như mình chứ? Trừ khi có kinh nghiệm lâu năm, nếu không sẽ không ai thuê cả. Bây giờ sinh viên mới ra trường cũng thất nghiệp nhiều mà. Ai lại đi thuê một người gần 40 tuổi như mình chứ? Mình biết đó là thực tế. Nhưng nhận công việc đó thì vất vả quá. Không sao đâu, kiếm tiền để giúp mẹ và dâng ơn, rồi nuôi Nari nữa, khiến mình có sức mạnh có thể làm tất cả. Mình đang học từ chính cuộc sống mới này đấy, dù rằng có nhiều bài học thật cay đắng. Cậu vẫn chưa ký giấy ly hôn à? Cậu sẽ có một khoản trợ cấp và sống khá hơn thế này. Không đâu, mình đã nói với cậu rồi, mình sẽ không dàn xếp gì với anh ta cho đến khi Nari về với mình. Cháu ăn thêm nhé. Nari, món yêu thích của cháu này, súp bò đấy. Nhìn mà xem, ở với Ca Ưn thì nó ăn ngoan lắm, giờ thì không chịu ăn. Nari, con phải ăn chứ, ngoan nào. Để bố cho con ăn nhé. Nó lại sắp bệnh trở lại rồi. Hôm qua Nari cũng khóc nhiều lắm à? Anh đừng hỏi nữa. Nó khóc suốt đêm đòi mẹ. Em chắc chết sớm nếu cứ phải chăm sóc con bé như thế này. Sao em phải làm việc này chứ? Em cũng có chuyện của riêng em mà. Anh biết rồi đấy. Em cứ tạm thời chăm sóc Nari đi nhé. À, đổi bác sĩ trị liệu cho con bé đi. Nó cần bác sĩ tốt, nhưng cũng cần bố nhiều hơn. Anh nên dành nhiều thời gian cho con. Ca Ưn đã không ở đây rồi, anh nên về nhà luôn sau giờ làm đi. Nari chắc sẽ cảm thấy khá hơn đấy. Được rồi, cô ta không thể chấp nhận rồi. Cô ta biết Nari khủng hoảng mỗi khi thấy cô ta. Anh bảo cô ta tránh xa Nari ra nhé. Cô ấy là mẹ đẻ của Nari mà. Thôi em xin anh đấy. Cô ta thậm chí không có quyền. Em không hiểu nổi anh. Ca Ưn làm vợ tốt hơn cô ta nhiều. Anh có cần phải tôn trọng cô ta vì cô ta sinh ra Nari không? Em không biết gì cả. Cứ để mọi việc cho anh lo. Anh đã gặp chồng em rồi. Anh ta đang muốn ly hôn đấy. Em ký giấy ly hôn và tìm người khác đi. Em đâu có sống với anh ta. Vậy thì giữ cái cuộc hôn nhân này làm gì nữa? Không tốt cho em đâu. Hay là em nghĩ mình đang trả thù? Anh! Yumi, cậu nghĩ mình có thể sống thiếu Nari không? Lúc đầu chắc cũng khó khăn đấy. Nhưng mình nghĩ để con bé sống với bố nó thì tốt hơn. Cậu có thể tái hôn mà. Cậu đâu quá già để bắt đầu một cuộc hôn nhân mới. Mình có đọc báo thấy rằng có những cặp ly hôn xong thì từ chối nuôi con. Mình không thể hiểu nổi những người đó. Họ thật ích kỷ. Đúng thế. Khi chồng cũ của mình từ bỏ quyền nuôi con, mình nghĩ đó là lẽ tự nhiên khi mình nhận nuôi con thôi. Nhưng rồi sau đó mình phát hiện ra rằng anh ta sống cùng vợ mới và một đứa con từ cuộc hôn nhân trước của cô ta. Thế ư? Không thể hiểu nổi. Anh ta từ chối nuôi con mình để làm cha chú một đứa bé khác. Nhiều đàn ông khi tái hôn đều chấp nhận hoàn cảnh đó. Cậu nghĩ mà xem, nếu mình có tái hôn, mình cũng muốn chồng mới của mình sống tốt với con trai của mình. Sao người ta có thể bỏ con mình chứ?
Cứ nghĩ đến việc không được sống với Nari là tim mình lại đau nhói. Cậu định làm gì? Tiếp tục sống như thế này à? Mình đang suy nghĩ, mình sẽ không bao giờ tha thứ được cho Trân U và Miran. Được rồi, biến cơn giận thành năng lực hành động đi. À, mà Sơn Ươn và mẹ cậu đâu rồi? Họ đến chỗ tắm sông hơi vì nhà tắm ở đây chật quá. Là bà ta đấy. Cái này cho em, Trương Hy. Cái này cho mẹ. Và cái này là cho bé con đáng yêu. Cô có lương tâm không vậy? Sao cô có thể coi như không có chuyện gì cả? Cô nghĩ quả cáp có thể biến mọi thứ thành bình thường được à? Tôi biết cô lo cho Nari. Tôi xin lỗi vì hôm đó đã đưa Nari đi. Tôi cứ tưởng con bé đã khỏe lại rồi. Con xin lỗi mẹ. Con rất hối hận vì những gì đã làm. Hối hận à? Cô say rượu ngay trước mặt Nari. Cô gọi đó là hối hận à? Con xin lỗi mẹ. Cô cư xử lạ thật đấy. Sao bỗng dưng lại lịch sự thế này? Mặt trời mọc phía tây rồi. Con cứ xử như vậy là vì hôm đó con buồn quá. Cả anh Trân U và mẹ con đều giận con rồi mắng con. Trân U mắng cô à? Vâng. Anh ấy nói sẽ không gặp lại con nữa nếu con dám cãi lại mẹ hoặc là đưa Nari đi mà không được sự cho phép của mẹ. Con trai tôi nói đúng đấy. Sao mẹ có thể tin được chứ? Trân Hy, sao tôi phải nói dối chứ? Dù sao thì tôi cũng hiểu được rằng tôi không thể ép con bé đến sống với tôi được. Mẹ đừng giận con nữa nhé. Con cũng nghĩ rất nhiều về chuyện làm sao để trở thành mẹ tốt với Nari. Mẹ con cũng muốn đến đây xin lỗi, nhưng con bảo mẹ con không nên đến hôm nay. Con nghĩ con nên là người nói tiếng xin lỗi đầu tiên. Bà ấy đã giật tóc tôi, một lời xin lỗi không đủ đâu. Nói với bà ấy rằng tôi sẽ không làm thông gia với loại người như vậy đâu. Con xin phép về đây ạ. Chắc Nari sẽ khó chịu khi thấy con nán lại thêm. Nhưng Nari, hẹn gặp lại con sau nhé. Sao con quỷ cái đó hôm nay cứ xử lạ thế nhỉ? Thật khó hiểu. Mẹ à, mẹ không tin những gì cô ta nói đấy chứ? Tin cái gì chứ? Mẹ đâu có dễ bị lừa. Sao nó mua nhiều quà thế nhỉ? Nó nghĩ nó gây rắc rối cho chúng ta rồi dùng quà để xoa dịu à? Cái gì thế này? Cái gì thế? Đây có phải là... Mẹ mới chỉ nghe nói... Nhẫn kim cương. Là thật đấy mẹ. Nhẫn kim cương. Ôi trời ơi. Đây là kim cương à? Lần đầu tiên con được nhìn thấy đấy. Có chuyện này em phải báo cáo với anh. Chuyện gì thế? Em nghe nói Che Bom đang rò la về công ty thời trang Star. Sao cơ? Anh phải cẩn thận đấy. Thông tin chính xác chứ? Vâng ạ. Che Bom
Hachibom, tên khốn này. Hắn và Ca Ưn sâu sắc đến đâu nhỉ? Kẻ im lặng là kẻ hành động lén lút. Sao cô ta dám lên án em chuyện quá khứ, trong khi cô ta còn tệ hơn? Anh à, cô ta không ký giấy ly hôn. Và đây cũng bị coi là quan hệ ngoài hôn nhân đúng không? Lần này tôi gọi điện, cô đã trả lời rồi. Tôi đang định đến nhà cô nếu cô không trả lời đấy. Tôi đùa thôi. Cô còn nhớ việc lần trước cô nhờ tôi điều tra không? Tôi nhớ. Bố cô đã bao giờ nói đến một nhà đầu tư người Ý chưa? Nhà đầu tư người Ý ư? Đúng thế. Tên anh ta là Paolo Luca. Cô có bao giờ nghe thấy bố cô hay anh Trương U nhắc đến cái tên này chưa? Paolo Luca? Chưa, đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này. Bố tôi và anh Trương U chưa bao giờ nói đến việc làm ăn nào ở bên Ý cả. Thế à? Nhà đầu tư đó có cổ phần ở công ty thời trang Star. Đúng thế, là cổ đông lớn nhất. Miran cũng có cổ phần ở công ty thời trang Star. Vậy ư? Nếu tôi tìm thấy thông tin gì, tôi sẽ liên lạc với cô. Alo, có chuyện gì thế ạ? Tôi cần gặp cô, chúng ta có chuyện phải bàn. Nếu định thuyết phục tôi ký giấy ly hôn thì anh mất thời gian vô ích rồi. Tôi bận lắm, đừng gọi tôi ra làm gì. Cô bận à? Lại hẹn hò với Hachibom sao? Anh nói gì? Đừng có giả vờ như cô không biết tôi đang nói gì. Anh nghĩ mình đang làm gì thế? Khi tôi hỏi cô có phải cô đang hẹn hò với Chebom không, cô nói rằng tôi không hiểu gì cả. Nhưng xem tôi có được gì này, cô không thể phủ nhận được nữa rồi. Đây là bằng chứng. Để chứng minh điều gì? Rõ ràng quá còn gì. Cô cũng ngoại tình chứ sao? Hãy giải thích những bức ảnh này đi. Mối quan hệ giữa hai người là gì vậy? Anh muốn nghe à? Được rồi, tôi sẽ nói với anh vì cũng không có gì để giấu cả. Quý vị và các bạn thân mến, với cuộc sống năng động hiện nay, mọi người quan tâm đến hình thức bên ngoài rất nhiều. Do đó, mụn trứng cá trở thành mối lo ngại lớn cho các bạn trẻ. Hãy cùng Ngọc Diệp theo dõi phóng sự ngay sau đây về mụn trứng cá các bạn nhé. Giới trẻ hiện nay rất quan tâm đến vẻ thẩm mỹ trên khuôn mặt, đặc biệt là mối lo ngại về mụn trứng cá khiến họ đánh mất sự tự tin. Mụn trứng cá gây ảnh hưởng xấu tới thẩm mỹ, khiến những người mắc phải thường mất tự tin trong giao tiếp, hạn chế tham gia các hoạt động và kém năng động trong công việc. Vì vậy, mặc dù không phải là căn bệnh nguy hiểm tính mạng, song đây là căn bệnh rất được quan tâm điều trị. Mục tiêu trị trứng cá là hết mụn, tránh tái phát và không để lại vết thâm, sẹo. Nguyên nhân gây ra mụn trứng cá là do chức năng khử độc của gan bị suy giảm, khiến cho các cái chất độc không được thải ra ngoài và tích tụ lại lỗ chân lông và sinh ra mụn trứng cá. Và mụn trứng cá mà khi bị vi khuẩn xâm nhập sẽ gây viêm, làm cho mụn sẽ nặng hơn và rất dễ để lại sẹo, vết thâm sau mụn. Tại nhà thuốc chúng tôi thì có rất là nhiều bệnh nhân là các bạn trẻ đã ra để hỏi về cách điều trị mụn trứng cá. Thì chúng tôi cũng tư vấn rằng là để điều trị mụn trứng cá mới hiệu quả, tránh tái phát và không để lại vết thâm và sẹo, các bạn nên dùng cái sản phẩm viên uống ngừa mụn An Bảo. Thì viên uống ngừa mụn An Bảo nó có chứa cái dược liệu là diệp hạ châu đắng, có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc gan. Ngoài ra thì nó còn có dược liệu là liên kiều, có tác dụng chống viêm. Xuyên tâm liên có tác dụng kháng khuẩn rất là tốt.
mà mặt khác ở trong cái viên uống ngừa mụn An Bảo, cái hàm lượng các vị dược liệu này rất là cao, cho nên hiệu quả rất là nhanh. Bạn có thể uống khoảng 15 đến 20 ngày mà đã có cái hiệu quả tốt rồi. Mụn trứng cá là tình trạng bệnh lý mãn tính của các đơn vị nang lông tuyến bã ở da. Nguyên nhân gây mụn là do tuyến bã nhờn bài tiết quá mức, làm cho các chất tiết ra không đào thải kịp mà tích tụ lại tại lỗ chân lông, hoặc do da bị bám bẩn, khiến miệng tuyến bã bị tắc nghẽn, các chất bã nhờn không thoát ra ngoài, từ đó hình thành nên nhân mụn, mụn đầu trắng, đầu đen. Nếu cộng thêm tác động của vi khuẩn có sẵn trong nang lông tuyến bã tăng sinh hoặc kèm theo bội nhiễm của một số vi khuẩn khác như tụ cầu, POV, sẽ gây nên tình trạng viêm nhiễm sinh ra mụn mủ, mụn bọc với biểu hiện sưng, nóng đỏ, đau. Viên uống ngừa mụn An Bảo là sự kết hợp hoàn hảo các vị dược liệu diệp hạ châu đắng, kim ngân hoa, bầu công anh, liên kiều, đường quy, xuyên tâm liên với cơ chế trị mụn dựa trên nguyên nhân gây bệnh, đó là hạn chế sự bài tiết chất bã nhờn, kháng viêm và diệt khuẩn. Hàm lượng các vị dược liệu này trong An Bảo rất cao nên có hiệu quả rất tốt trong điều trị mụn, tránh để lại thâm và sẹo sau mụn và ngăn ngừa tái phát. Bên cạnh việc uống An Bảo hàng ngày thì việc vệ sinh sạch sẽ giúp thông thoáng bề mặt da cũng rất quan trọng để phòng ngừa mụn trứng cá. Điều trị thông minh là khi sử dụng sản phẩm điều trị dựa trên nguyên nhân gây bệnh, bởi vì bất cứ bệnh gì cũng phải điều trị từ nguyên nhân thì mới điều trị tận gốc và tránh tái phát được. Tôi bị mụn đã một thời gian dài và có đi khám chữa ở rất nhiều nơi, được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn cho sử dụng viên ngừa mụn An Bảo. Đến nay đã dùng được một thời gian, các vết mụn trên gương mặt tôi mờ hẳn đi, không còn những vết thâm, vết sẹo của trước kia nữa. Tôi nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất trong điều trị mụn. Viên uống ngừa mụn An Bảo, sản phẩm của Nam Dược, nhà máy đoạt giải vàng chất lượng quốc gia. Viên uống ngừa mụn An Bảo, thanh nhiệt, mát gan, tiêu độc, giúp ngăn ngừa mụn tái phát. 이런 사진 100번 anh sẽ không bao giờ làm được gì đâu. Chúng ta đều biết ai mới là kẻ ngoại tình. Đừng có nói vớ vẩn nữa. Cô nói cái này là vớ vẩn à? Tức là cô và Che Bom không có quan hệ tình cảm gì. Anh nghĩ anh ngoại tình thì người khác cũng như anh à? Đừng nghĩ đến việc anh sẽ thắng ở tòa khi đưa ra bằng chứng này. Vậy là cô không thừa nhận ư? Trước luật pháp, chúng ta vẫn là vợ chồng, nên cô hãy giữ mình. Thế còn anh, người chồng hợp pháp của tôi, anh có chung thủy không? Sao cô gặp Che Bom thường xuyên vậy? Cô có âm mưu gì à? Những bức ảnh này cho thấy rõ ràng hai người có quan hệ tình cảm. Đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa. Cô Ca-un, anh thuê người để tìm ra bằng chứng này. Anh làm tôi thấy ghê tởm. Anh nghĩ tôi sẽ ký giấy ly hôn vì những bức ảnh này à? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Cô có tình cảm với anh ta đúng không? Sao cô dám cao giọng với tôi chứ? Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi thấy ghê sợ anh. Anh nhìn vào gương mà xem, nhìn cái bộ mặt đáng khinh của anh trong lúc dạy đời cho tôi đi. Tôi không việc gì phải giải thích với anh cả. Không cần thiết. Cô nói hai người không có gì. Vậy mà trong ảnh, cô nhìn anh ta đắm đuối chưa kìa. Trần U, anh nào, cô cứ việc không thừa nhận đi. Tôi sẽ đưa ra những bằng chứng không thể phủ nhận này, cho thấy cô ngoại tình với anh ta. Nếu thực sự cô có quan hệ với Che Bom, vậy thì đừng hy vọng tôi ký vào giấy ly hôn nhé. Tôi sẽ không bao giờ làm thế đâu. Dù cô có quỳ xuống xin tôi cũng sẽ không ký. Tôi sẽ khiến hai người đau khổ. Cô hiểu chứ? Tôi không hiểu sao mãi mà tôi mới nhận ra bản chất của anh. Tôi thấy thương hại anh. Anh Trân U à? Tôi chưa nói xong. Đừng đứng dậy. Được rồi, tôi sẽ ký giấy ly hôn. Thật là mất thời gian khi định trả thù anh. Cô nói gì? Anh điếc à? Tôi sẽ ký giấy ly hôn, nhưng tôi sẽ không bỏ Nari đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.